là thằng Long, nó vừa tuyên bố bây giờ là ông trùm của Tâm Phúc. Anh sợ nó vì muốn ngồi chắc cái ghế của bố sẽ làm chuyện khốn nạn. Tụi anh không dám làm thì để em làm. Em đang nghi là tụi nó gài vô nó phá mình đó. À, đồ độc ác, trả một chuyện cho em. Mày phải giúp tao trốn. Cậu nói đúng, Lâm Chi có vấn đề, để ý mọi hành động của cô ta.